một gia đình nhiều thế hệ phức tạp. Những đứa con để tranh quyền không ngại giết hại cha mình, và để giữ vị trí, kẻ làm cha cũng không ngại ăn thịt những đứa con. Và Zeus đã là người đầu tiên chống lại cái luật lệ đó của gia phả, để rồi một cuộc chiến đẫm máu không thể tránh khỏi đã xảy ra. Đó chính là truyền thuyết ra đời của một gia đình rắc rối nhất trong lịch sử thế giới, và cũng là truyền thuyết ra đời của thế giới trong thần thoại Hy Lạp. Và video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn, tổng quan hơn về tất cả những video về thần thoại Hy Lạp trước đó. Thuở xưa, xưa ơi là xưa, trước cả buổi khai thiên lập địa, trái đất hình thành, chỉ có duy nhất một vị thần. Về sau mới sinh thêm con cái, cháu chắt. Nhưng gia đình đó lại không hề êm ấm, bình yên. Để hiểu hơn về ngọn nguồn hình thành của gia đình rắc rối, chúng ta cần tìm hiểu các thế hệ trong gia phả nhà này. Thế hệ đầu tiên. Và vị thần duy nhất đầu tiên đó có tên Khao, hay còn được biết đến với tên gọi là thần hỗn mang. Khao được biết đến như một vực sâu thăm thẳm, vô cùng vô tận, trong đó vạn vật mơ hồ, rắm rối phiêu bạt khắp nơi. Nhưng rồi Khao lần lượt sinh ra 5 người con: Gaia, nữ thần đất mẹ; Ereb, chốn tăm tối vĩnh cửu; Nyx, đêm tối mù mịt; Tata, địa ngục; Erok, vị thần tình yêu. Tuy là đứa con cuối cùng, nhưng đó cũng là cục cưng xinh đẹp nhất của Khao. Có nhiệm vụ, sứ mạng làm cho thần thần, người người, vật vật giao hòa, gắn bó với nhau để tạo nên thế gian và cuộc sống mới. Sau này, chốn tăm tối vĩnh cửu lấy đêm tối mịt mù để sinh ra Ether, có nghĩa là đêm tối, và Hemer, ánh sáng. Cũng từ đó, ánh sáng chan hòa khắp nhân gian, tạo nên sự hiện diện của ngày và đêm, chứ không còn là một cõi hỗn mang mù mịt nữa. Thế hệ thứ 3, thứ 4. Nữ thần đất mẹ Gaia có 3 người con, đó là bầu trời, tức là Uranos, biển, Pontok, và núi là Montag. Về sau, Gaia kết hôn với lại chính con của mình là bầu trời Uranos và sinh ra rất nhiều con cái, gồm có 6 nam thần khổng lồ gọi là các Titan và 6 nữ thần khổng lồ gọi là các Titanid, cộng thêm 3 vị thần Cyclops chỉ có một mắt nhưng sở hữu sức mạnh vô song, và 3 vị thần Hecaton Kairet có 100 cái tay và 50 cái đầu. Chính vì ngoại hình có phần quái dị nên là Cyclops và Hecaton Kairet bị cha của mình là Uranos ghét cay ghét đắng, coi đó là một sự sỉ nhục đối với mình. Đến nỗi, chính tay hắn đầy đọa 6 đứa con này xuống địa ngục Tata. Đau xót trước hoàn cảnh của những đứa con đứt ruột đẻ ra, nữ thần Gaia tìm đến các Titan để nhờ sự giúp sức, nhưng ai cũng khiếp sợ và không dám làm gì Uranos. Ngoại trừ Cronos, một trong các Titan khổng lồ. Thế rồi nghe theo lời mẹ, chàng Titan trẻ tuổi đợi cho cha mình ngủ say, rồi cầm lưỡi hái vào chém chết Uranos. Cũng có một phiên bản khác ghi là chém đứt dương vật của Uranos. Thế rồi, máu của Uranos chảy xuống đất, sinh ra thế hệ thứ 4, gồm có các vị thần đại khổng lồ, Gigantok hùng mạnh, và 3 nữ thần báo thù Irini. Còn chỗ máu rơi xuống biển thì về sau biến thành nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite. Cuộc chiến không thể tránh khỏi. Thay thế Uranos làm chúa tể bầu trời, nắm lấy quyền cai quản thế gian, nhưng Cronos lại bị ám ảnh bởi chính bi kịch của cha mình, cộng thêm việc nghe được Gaia tiên đoán rằng một trong những đứa con Cronos sẽ phản lại ông, y như cách ông đã phản lại cha của mình trước đây. Hãi quá hóa dại, để phòng hậu họa, Cronos đã nghĩ ra phương án khá lạ kỳ. Sau khi kết hôn với nữ thần Titan, Hea, cứ mỗi khi một đứa con chào đời, Cronos đều nuốt hết vào bụng. Như vậy thì phần nào sẽ đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không có đứa nào phản được. 5 lần Hea sinh con là 5 lần nàng đau đớn nhìn chúng bị nuốt chửng. Quá đau xót và giận dữ, Hea đã tìm đến lời khuyên của mẹ và đi đến hang đá trên ngọn núi Ida hùng vĩ. Ngày chuyển dạ, Hea sinh được một nam thần, đặt ngay tên là Zeus, nhưng không đưa cho chồng, mà thay vào đó nàng đã gói một hòn đá vào tã, giả làm em bé. Cronos nuốt ngay hòn đá vì tưởng đó là Zeus. Thời gian thấm thoát thoi đưa cứ thế trôi qua. Zeus đã trở thành một nam thần hùng mạnh, tài giỏi, nhưng nếu chỉ có vậy thì vẫn không thể đối đầu với cha của chàng Cronos. Chính vì vậy, Zeus đã khôn ngoan đi tìm lời khuyên của Metis, nữ thần thận trọng và thông minh. Nghe theo lời chỉ dẫn, chàng đi tìm một loài cây bí hiểm, khiến ai ăn vào sẽ bị ói ra liên tục.
về sắc thành nước rồi nhờ mẹ pha vào đồ ăn, thức uống cho Cronok với hy vọng sẽ giải cứu thành công cho 5 anh chị em trong bụng. Nhưng đến khi làm được điều đó thì việc hạ bệ người cha tàn ác đối với 6 anh em là quá khó khi phải đối đầu với vị thần hùng mạnh nhất thời bấy giờ cùng với các anh chị em Titan của Cronok và con cháu họ. May mắn thay là chàng biết tìm ở đâu sự giúp đỡ hữu ích nhất. Zeus đã tìm tới địa ngục Tata và giải cứu các vị thần Cyclops, Hecaton Kairet, những người đã bị Cronok tống cổ vào địa ngục do lo sợ sức mạnh của họ có thể ảnh hưởng tới ngôi vị của mình. Lúc này, với tài năng và đôi bàn tay khéo léo của mình, các vị thần nói trên đã rèn tặng Zeus vũ khí, đó là sấm, chớp và sét. Cây đinh ba huyền thoại thì dành cho Poseidon, còn Hades sẽ nhận được chiếc mũ tàng hình. Cronok và các Titan khác đã tập hợp lại với nhau tạo ra một cuộc chiến với các Titan phe Zeus, trong đó ngoại trừ ba Titan Prometheus, Oceanus và Epimetheus không tham gia vào cuộc chiến. Thế rồi cuộc chiến giữa cha và con, giữa hai thế hệ bắt đầu, không phe nào chiếm được hẳn lợi thế. Nó kéo dài dai dẳng tới mười mấy năm trời, những lần chạm trán kinh thiên động địa xảy ra liên tục, đáng sợ đến nỗi tưởng như sẽ kéo cả thế giới trở lại thời hỗn mang xa xưa. Cuộc chiến vô cùng ác liệt, nhiều thần khổng lồ Titan ở phía đối địch với Zeus giáng những đòn kinh khủng khiếp. Các thần đã bê từng quả núi ném tới tấp, khiến cả thế giới trở thành cảnh hỗn mang. Sấm sét rung chuyển cả thế giới âm phủ, khiến các vị thần dưới đáy cùng lòng đất khiếp sợ. Bầu trời vũ trụ nổ tung. Cuối cùng, các Titan tuổi cao sức yếu, không phải đối thủ của thế hệ mới tuổi trẻ tài cao, ngày một không chịu nổi sự bao vây từ phía phe thần Zeus nên buộc phải đầu hàng. Chúng bị tống vào chính địa ngục Tata tăm tối do chính các quỷ thần chăm tay 50 đầu đáng sợ canh giữ. Về phía phe Khải Hoàn, 6 anh em nhà họ chia nhau cai quản khắp thế gian. Chắc là các bạn còn nhớ vụ 3 anh em chơi bốc thăm trúng thưởng, may rủi xem là mình quan chỗ nào. Kết quả của vụ này đó là Zeus sẽ là chúa tể bầu trời, Poseidon cai quản biển cả, còn Hades nhà ta số nhỏ nhất hội sẽ lo về phần địa ngục. Ngoài ra, 3 anh chị em khác của Zeus đó là Hera, Demeter và Hestia lần lượt phụ trách hôn nhân gia đình, mùa màng nông nghiệp và bếp lửa gia đình. Tuy chiến thắng, nhưng hòa bình vẫn chưa đến với đỉnh Olympus cũng như là khắp thế gian. Nữ thần Gaia giận dữ khi một lần nữa phải chứng kiến những đứa con của mình bị nhốt trong Tartarus và cuối cùng bà đã đẻ ra Typhon, đứa con cuối cùng của bà và cũng chính là quái vật có sức mạnh đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Kể từ đây, họ đã cùng nhau bắt đầu một kỷ nguyên mới với những huyền thoại, truyền thuyết mới về những người anh hùng, á thần hay cũng chính là những vị thần lớp sau. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, đây mới chính là đại gia đình rắc rối, loạn lạc hay là có phần đẫm máu nhất thế giới. Còn riêng về Atlas, đã làm trái với lời mẹ đó là không đi theo Zeus, nên bị bắt phải nâng đỡ bầu trời trên vai suốt quanh 5 ngày tháng, không ai làm hộ nổi. Chàng quỳ một chân xuống cho vững, hai tay bưng bầu trời trên đôi vai lực lưỡng. Thêm một chút thông tin bên lề cho các bạn, thời Hy Lạp cổ đại, bức tượng thần Atlas được hình dung là một người đàn ông lực lưỡng, to và khỏe, cơ bắp nổi rõ, cúi đầu, khom lưng, giờ hai tay đỡ lấy một quả cầu rất to, đè nặng xuống hai vai. Ngày nay thì ở trung tâm Rockefeller ở Mỹ có tượng Atlas dang thẳng hai tay, vai và lưng đỡ lấy những vòng thép lớn đồng tâm kết lại, tượng trưng cho bầu trời. Chúng ta đã cùng nhau xem và tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp, với các vị thần. Như rất nhiều lần mà Top 1 khám phá chúng mình đã nói với các bạn, thần thoại Hy Lạp có rất nhiều phiên bản khác nhau. Và nội dung video ngày hôm nay cũng chỉ là một trong số rất nhiều những phiên bản đó mà chúng mình tìm hiểu và tổng hợp được. Các bạn thấy sao? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đừng quên like, share video, subscribe kênh Top 1 khám phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình là những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Nhớ click vào để xem tiếp nhé! Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!